hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Nhà đẹp Mark Home, thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Và trong số lần này thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng công trình của gia đình cô Thi tại Phú Thọ. Hiện tại thì Mark Home đã thiết kế và thi công hàng nghìn công trình trên phạm vi toàn quốc. Để xem thêm những công trình chúng tôi đã thiết kế và thi công từ trước đến nay thì quý vị có thể truy cập vào trang web thietkethicongtrongoi.com. Quý vị yêu thích công trình nào thì có thể nhấp vào để xem chi tiết. Ở đây thì chúng tôi có trình bày cụ thể về thông tin chủ đầu tư, địa chỉ, tổng diện tích xây dựng, số tầng, loại hình, công năng. Bên cạnh đó thì để tìm hiểu về công ty, quý vị cũng có thể truy cập vào trang web markhomegroup.vn. Chúng ta có thể xem qua thông tin về trụ sở, chi nhánh, dịch vụ nổi bật, cùng với đó là hệ sinh thái của Mark Home. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 0828 133333 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Trên màn hình quý vị là công trình của gia đình cô Thi tại Phú Thọ. Và sau khi về Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ để khảo sát hiện trạng khu đất, trao đổi với chủ đầu tư, nắm rõ được những nhu cầu mong muốn cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính, thì chúng tôi đã lên phương án thiết kế công trình mái bằng 3 tầng cho gia đình cô Thi. Điểm nổi bật ở công trình này chính là hình khối vuông vức chắc khỏe, cùng với đó là thiết kế phi đối xứng. Về màu sắc thì công trình sử dụng màu trắng là màu nền, một số diện tường thì được sơn màu ghi. Để tạo điểm nhấn cho công trình này thì chúng tôi đã sử dụng gạch giả đá để ốp cho những khu vực mặt tiền. Sàn sảnh cũng như là khu vực ban công của tầng 2 và tầng 3 thì đều được ốp gạch granite màu tối. Và nếu quan sát thì quý vị sẽ thấy là chúng tôi còn sử dụng đá tự nhiên để trang trí. Đá tự nhiên thì có độ gồ ghề nhất định nên sẽ góp phần tăng thêm vẻ cá tính cho công trình. Thông thường thì ở những công trình hiện đại sẽ không có những chi tiết phù điêu vào chỉ, thì việc sử dụng những vật liệu trang trí như thế này sẽ rất là cần thiết, đã có tác dụng tạo điểm nhấn. Cửa chính ở công trình này được sử dụng chất liệu gỗ lim nam phi kết hợp với kính. Những vị trí cửa còn lại thì được sử dụng bằng chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Ở những vị trí ban công thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm lan can kính cường lực. Loại vật liệu này trong suốt, ít tạp chất cho nên không che đi vẻ đẹp của công trình, đồng thời nó còn tạo nên cảm giác kết nối tốt với thiên nhiên. Kính cường lực thì có khả năng chống va đập và rung chấn gấp 4 cho đến 5 lần những loại kính có cùng kích thước và độ dày. Khoảng sân trước thì được chúng tôi lát gạch chống trơn để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Và khi lựa chọn gạch lát cho khu vực sân vườn thì cần lựa chọn loại gạch có khả năng chống thấm, cứng chắc vì đây là nơi trực tiếp chịu các tác động đến từ thời tiết. Công trình được xây dựng về hướng nam, kích thước xây dựng là 8,3 x 17,3m. Diện tích sử dụng của công trình thì rơi vào khoảng 345m2 cho 3 tầng. Sảnh chính cách cổng một khoảng 13,5m. Đây sẽ là nơi rất là lý tưởng cho các hoạt động vui chơi cũng như là đổ xe ô tô. Phía sau công trình thì cũng còn có một khoảng sân khá là rộng, gia chủ có thể tận dụng để trồng cây, hoa, rau xanh. Công trình được thiết kế với 3 lối tiếp cận về 3 mặt. Đầu tiên là lối đi tại sảnh chính dẫn ra phía trước, tiếp theo là lối đi tại sảnh phụ kết nối với bên hông và cuối cùng chính là lối cửa hậu. Và tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua công năng của công trình này. Tầng 1 sẽ gồm có phòng khách rộng 40m2, một diện tích khá là lớn. Phòng khách là chỗ tụ khí và phân bổ khí cho các khu vực chức năng, cho nên là khu vực chức năng này nên được thiết kế vuông vức tránh góc nhọn. Và việc lựa chọn kích thước đồ dùng nội thất cũng rất là quan trọng, tránh lựa chọn kích thước đồ nội thất quá to hoặc là quá bé so với diện tích của căn phòng, bởi nó sẽ gây ra việc bất cân xứng. Và để che đi phần cầu thang bên trong thì chúng tôi cũng đã thiết kế thêm một hệ lam. Khu vực bếp ăn của ngôi nhà thì sẽ có diện tích là 25m2. Ngày trước thì nhiều gia chủ e ngại việc đặt bếp ăn gần với các khu vực chức năng khác bởi lo lắng việc ám mùi khi nấu nướng. Tuy nhiên thì ngày nay với những thiết kế hiện đại thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Đặc biệt là chúng tôi luôn khuyến khích gia chủ bố trí hết các khu vực chức năng ở bên trong công trình chính để khiến cho không gian liền mạch và tiết kiệm thời gian di chuyển.
Ở khu vực này thì chúng tôi đã bố trí một hệ tủ bếp hình chữ L và một bộ bàn ghế ăn. Từ vị trí bếp thì cả gia đình có thể đi ra ngoài tại lối đi tại sảnh phụ cũng như là cửa hậu. Tầng này thì có một phòng ngủ được thiết kế với diện tích 16m2. Căn phòng này còn có một nhà vệ sinh khép kín bên trong, được bố trí đầy đủ gương soi, lavabo, toilet, vòi sen tắm đứng và bồn tắm. Các kiến trúc sư đã thiết kế hai cửa sổ để giúp căn phòng trở nên thông thoáng hơn. Và khi kê giường ngủ thì quý vị cần lưu ý kê đầu giường sát vào tường và đặt lệch hướng với cửa sổ để tránh ánh nắng mạnh chiếu trực tiếp vào người. Tầng 1 có một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung và khu vực cuối cùng ở tầng này là khu vực sân ướt. Thiết kế sân ướt sẽ mang đến nhiều ưu điểm, chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích như là giặt, rửa, phơi quần áo, v.v. Tầng 2 gồm có phòng sinh hoạt chung rộng 16m2. Đây là căn phòng sinh hoạt dành cho cả gia đình, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó như là phòng đọc sách, xem phim, v.v. Phòng sinh hoạt chung thì được đặt ở vị trí khá là đẹp, khi sở hữu một cửa đi dẫn trực tiếp ra khu vực ban công ở phía trước nhà. Thiết kế liền kề với phòng sinh hoạt chung là phòng thay đồ, có diện tích 8m2. Không có nhiều gia đình có thiết kế phòng thay đồ, bởi mọi người thì thường có thói quen thay đồ tại phòng ngủ hoặc là phòng tắm. Việc thiết kế thêm phòng thay đồ không chỉ tôn thêm đẳng cấp không gian sống mà còn giúp cho quá trình sử dụng thuận tiện hơn. Tầng 2 thì được thiết kế 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 và số 3 có diện tích lần lượt là 13m2 và 17,5m2. Phòng ngủ số 4 là một phòng ngủ master được thiết kế đồng trục với phòng ngủ số 1 ở tầng 1 và có diện tích không gian ngủ nghỉ là 16m2. Bên trong nhà vệ sinh khép kín thì khá là đầu tư. Ngoài lavabo, gương soi, toilet và vòi sen tắm đứng thì chúng ta thấy là còn có một bồn tắm nữa. Và khu vực cuối cùng ở tầng này là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Công trình có tổng chiều cao được tính từ cột 00 là 10,8m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 3,3m. Tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng xem qua mặt bằng lát sàn. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng lát sàn riêng. Trên màn hình quý vị chính là mặt bằng lát sàn tầng 1. Chúng tôi có các ký hiệu để quý vị tiện quan sát. Số 1 là gạch granite kích thước 800x800, được dùng cho vị trí phòng khách, phòng bếp ăn và phòng ngủ. Số 2 là gạch ceramic chống trơn kích thước 300x300, được dùng cho sàn nhà vệ sinh và nhà tắm. Và số 3 là gạch ceramic chống trơn kích thước 400x400, được dùng cho vị trí sân ướt. Cuối cùng chính là đá ốp granite được sử dụng cho vị trí sàn sảnh. Bên cạnh đó thì ở từng khu vực, chúng tôi còn chỉ rõ số lượng gạch cần dùng cũng như là tại vị trí nào thì chúng ta cần phải cắt gạch. Từ đó thì gia chủ có thể chủ động được số lượng, không lo tình trạng phát sinh. Về phần kết cấu thì công trình này chúng tôi đã sử dụng hệ móng băng bê tông cốt thép do tính chất nền đất tương đối ổn định. Quý vị có thể xem thêm chi tiết tại mặt bằng móng. Móng băng chính là loại móng thường có dạng một dải dài, có thể độc lập hoặc là giao với nhau theo hình chữ thập. Cấu tạo của móng băng sẽ gồm có lớp bê tông lót móng, bản móng chạy liên tục liên kết móng thành một khối. Lớp bê tông lót thì sẽ dày khoảng 100mm. Tiếp theo thì với những vấn đề điện nước trong nhà, quý vị có thể xem tại hồ sơ điện nước. Tại đây thì chúng tôi đã trình bày rất là rõ ràng cách thức lắp đặt, vận hành, cùng với đó là số lượng vật tư, thiết bị điện nước. Việc có hồ sơ điện nước thì sẽ giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, mang đến sự tiện nghi và tính thẩm mỹ cao. Bởi việc lắp đặt tại vị trí nào thì đã đều được chúng tôi cân nhắc tính toán dựa trên việc phân tích thói quen tiêu dùng. Về sau thì công tác sửa chữa khi có hư hỏng cũng sẽ rất là dễ dàng, bởi chúng ta chủ động được vị trí đi đường dây điện nước cũng như là các mối nối. Cuối cùng, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về dự toán của công trình. Dự toán của công ty thì sẽ được thực hiện dựa vào việc bóc tách từng nguyên vật liệu xây dựng, cho nên là mức độ chính xác gần như tuyệt đối. Từ đó thì gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm, không lo lắng về vấn đề phát sinh vượt quá mức kiểm soát của mình. Ngoài ra thì mức chi phí hiện tại của Markhome khá là cạnh tranh so với những đơn vị khác trên thị trường, bởi chúng tôi có nhà máy sản xuất khá là nhiều những nguyên vật liệu như là sơn, đèn led, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, v.v. Đối với những khách hàng thi công trọn gói thì chắc chắn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị công trình của gia đình cô Thi tại Phú Thọ. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Markhome, có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 0964458888, 0828133333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Và trong năm thì Markhome sẽ luôn tổ chức các đợt khuyến mãi ưu đãi lớn để tri ân quý khách hàng. Khi ký hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị sẽ được miễn phí hoàn toàn 100% chi phí thiết kế và được nhận ngay hàng loạt các quà tặng hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng, bao gồm có tivi, tủ lạnh, máy hút bụi, bếp điện từ, v.v. Đối với những khách hàng thiết kế thì chúng tôi giảm 10% khi ký hợp đồng online. Ưu đãi khi mua các sản phẩm của Markhome bao gồm sơn, đèn led, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 đến 5 lần.
Bên cạnh đó thì đối với những khách hàng đã được tuổi làm nhà nhưng mà chưa thể đầu tư ngay một khoản tiền lớn thì chúng tôi cũng đã có chương trình hỗ trợ vay vốn lên đến 70% tổng giá trị công trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cùng hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.